Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô Top Càng Rai. Đây là một phiên bản testnet các bạn. Thì phiên bản testnet là không có giá trị như thế các bạn. Thì chương trình Airdrop này như sau nè các bạn, để mình dịch với các bạn. Các bạn chờ chút xíu ạ. Sự kiện sự nghiệm nội bộ Rai Fantasy Pro diễn ra phần thưởng sự tự tin Rai lên đến 50.000 đô la đi lên. Bản beta nội bộ Rai Fantasy bao gồm những người dùng DeFi có kinh nghiệm trên khắp thế giới và thử nghiệm nội bộ từng phiên bản sản phẩm của Rai, thì những nhiệm vụ chỉ động Rai của tham gia thử nghiệm trên xã hội IDO và DEX vui lòng kết quả thử nghiệm chết ngày nào hồ sơ là từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 các bạn. Thì giờ nước ngoài, còn giờ Việt Nam mình thì hiện tại cái link phong này chưa đóng, tất nhiên là nó sẽ còn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mình, các bạn join sao kênh group kênh và follow kênh Twitter nữa các bạn. Sau đó các bạn điền là username Telegram của các bạn nữa. Nên các bạn cố gắng tranh thủ làm nhanh nha các bạn. Mình cũng bận quá. Rồi các bạn copy username mình các bạn. À cộng anh 4 số 3. Tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ ETH EC20 trên giấy chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. ETH pha các bạn dẹp xíu luôn. ETH là các bạn sao chép địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn dán địa chỉ thêm mang chính của mình vào đây luôn. Rồi thì câu hỏi mình để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Các bạn gì copy dán vào đây thôi, các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.